Thông báo khẩn, kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 9 năm 2021, Sở Y tế Tây Ninh có ban hành công văn số 3919 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng. Trong công văn có đoạn nêu, qua kết quả test nhanh sàng lọc phát hiện có hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nay, Sở Y tế đính chính như sau – qua kết quả test nhanh sàng lọc tại bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng và khu vực lân cận kết quả toàn bộ nhân viên bệnh viện bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân cho kết quả âm tính tuy nhiên phát hiện một trường hợp dương tính với sars cov 2 tại quán ăn lộc liên kề rào bệnh viện sở y tế trân trọng thông báo cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ www.ttv11.com.vn Quý vị hãy đăng ký kênh Tên Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến chào tạm biệt.